Đây là dừa nước mà các bạn thường hay mà đi ngang cái lộ trên quốc lộ á thì người ta có bán ở đây. Ở đây thì các bạn thấy gãy khóm và dừa nước nó mọc đan xen với nhau. Ở đây thì thường là nó mọc một cách tự nhiên, trước khi người ta gieo vài bụi là nó sẽ phát tán ra rất là nhiều chỗ. Dừa nước thì theo mình thì dừa nước này nó tương đối già rồi, lâu lắm rồi không ai chặt nữa các bạn. Đây là dừa nước còn non nè. Cái cách phân biệt thì các bạn nhìn vào cái màu sắc của nó, thì cái màu này là nó tương đối thôi, nó cũng chưa có gọi là già nữa. Thì dừa nước nó mọc là bằng trái này, trái dừa nước. Khi mà nó già thì nó sẽ rụng xuống và nó sẽ mọc lên những cái cây con. Đây là dừa nước non nè, đó là dừa nước có thể gọi là trứng cậy hoặc là dừa ăn rồi đó các bạn. Rồi cái đó là có một khóm dừa nước non nè. Người ta gọi ở vùng quê gọi là cặt bằng này các bạn, có nghĩa là ở đây sẽ có những cái cây bằng thì nó sẽ có mọc lên những cái cây này gọi là cặp bằng. Trong cái gãy dừa nước á, thì có thể là có cá bóng nước á. Cá bóng nước á, thì kho quẹt kho rất là ngon. Có dịp á, thì mình sẽ đi bắt cái loại đó để mà cho các bạn coi nhé. Con nè. Đây là có thể là tương đối vừa ăn, nó hơi già một chút nha các bạn. Để mình đặt ra cho nha. Cái cách đập của cái này thì các bạn đập vô cái trái của nó, mũi dao thì xây lên trên. Rồi, xin lỗi các bạn, cái này là hơi non chứ không có già. Lâu quá rồi không có đi chặt lại dừa nước, mình bị nhầm rồi. Đây là khi mà các bạn đập ra. Rồi bây giờ chặt ngang nhé, chứ không có chặt dọc xuống này. Bộ dọc thì nó sẽ khó hơn. Đây. Cái này non quá, mình đi kiếm cái buồng cát luôn nha. Để nhìn lại một cách mới coi nè. Ô cái quầy đó hơi xa, nhưng mà quầy đó chưa ăn đấy. Sao mới tới được? Được mà. Cái gì đó? Đây, cái chừng. Thôi, mình quay cái khác đi bầu ơi. Cái thằng kia có gì nữa này được không?
cái đó rất là non. Để đập ra cho coi nha. Cái đó hả? Không, cái này cũng còn non. Nè, cái răng của nó còn bóng, có bóng. Có nghĩa là bóng là còn non. Cái hào nó hơi sẫm xuống á thì nó mới chín. À, cái đó đó. Nhưng mà đỡ hơn chút thôi. Ở dưới đó là Ogo. Cái này là nếu mà ai nấu bánh chạng thì hay sử dụng cái này nè. Còn ở phía trên mình thì hiện giờ cái loại này rất là ít. Bánh chạng mà cái này chứ. Ogo này bỏ vô nè, cho cái nó ngọt hơn nữa. Cái này vô không? Hết bóng chưa? Đâu quá, đâu quá. Thôi mình lại chỉ chỗ cũ đi. Bây giờ không có thấy cái nào mà gọi là vừa ăn hết trơn á. Từ từ nha. Đây là ổ mối nè. Ổ mối này ngày xưa thì mình hay cho gà ăn nè. Đây nè. Thấy không? Mối rất là nhiều. Cái bò ra kìa. Đó xa lắm. Không sao đâu. Đặt cái cây đặt ngang ra luôn. Chỉ có ở dưới là nó có thể là dính thôi. Bây giờ mình bắt ngang luôn đi. Đúng vậy. Không có được rồi. mình chặt cái gốc mình trồng nguyên buồn vô đây được không? Được. Vô đi. Mà nếu không có chín đó thì ổn. Ồ. Chỉ có phút này là nhiều thôi. Lại quay lại chỗ cũ. Chặt cái bộ. Nó là kệ nó. Ủa. Giờ ta không được cái buồn đó, kiếm cái buồn khác. Thấy cái buồn này là bự nhất rồi đó. Buồn này nha bà ơi. Buồn này có nước rồi nè. Đâu? Nó có mấy trái thôi. Thử cho thôi. Thử đi. Có chút nước à. Mà được có mấy trái. Rồi. Cái màu của nó hơi sẫm nè. Thì nó đỏ hơn chút thôi. Chứ cũng chưa có gọi là vừa ăn được. Này. Đây. Có luôn. Ngọt. Ăn bột.
đây. Dao hơi lực. Đây. Ăn không? Mấy em nghe. Dầu rồi, nước xả siêu sót, bột tẩy khoai, kim chỉ, kim tây, lượng thẻ bài, hộp quẹt. Cái này thì chưa có vừa ăn hết. Đèn sạc năng lượng chiếu sáng, bắp phơi đồ. À, không biết ở nhà cô cho. Đây cho trái luôn nè. Trái này chắc hơi non rồi. Không sao, cũng được. Nè. Mình xèo quá. Mình xèo mới ngon chứ. Cá bông. Giờ chẻ dọc luôn rồi, nghĩ chẻ ngang rồi. Hơi non rồi. Buồn quá. Có mấy trái rồi. Ồ. Không ổn à.